Mỹ nó đưa Nguyễn Khánh về, Nguyễn Khánh đi lừa bốn cái tướng mà đảo tránh ông Diệm đó, thế là nước hậu thuẫn của Mỹ là nắm quyền cái mời bốn ông tướng mà đảo tránh ông Ngô Diệm mới lên là Đà Thọt để bầu lại với cái chức cái danh này kia, mời lên cái bố nhốt mạng nó hoàn thúc bốn tướng này nó nhốt giam luôn, nhốt là bốn anh mà đảo tránh ông Diệm đó, anh về anh nắm quyền thủ tướng. Nhớ con không bác? Dạ. Dạ dạ. Hôm trước con hứa là con gửi cho bác cái máy đài á, bác nhớ không? À, nhớ. Thôi chào. Mời mời giòn. Mời đại chủ nước. Dạ. Xin phép. Chắc ông ngồi bên này cho nó mát nào. Ở mát nào. Con coi clip của Phong quay á. Cảm ơn đoàn tôi em mời uống nước. Ở trong này có hai cái áo này. Có hai cái áo khoác. Trung bị bác để mặc mùa đông. Dạ. Lạnh. Mời uống nước. Dạ. Không có đi chợ được thì bác mua. Bác đâu rồi? Mới hôm đó em về mấy bữa cái là tôi đi bệnh viện đó. Cảm ơn. Dạ. Cái này là bánh để cho bác dùng, hay bác dùng. Cái này bột ngọt. Còn cái này là đường để có mình có nấu nướng hay mình uống nước gì đó. Còn cái này là một cái ngũ cốc để cho mình pha giống như cà phê gấu gì đó bác. Với một ít dầu. Dầu ăn. Dạ, dầu ăn với chanh tương phải. Còn thùng mì có gì bác có thùng mì này, có đói này không có đem bán nha. Để ăn nha bác. Để vô để dùng ăn. Này này là thuốc của bác Đáng nè. Hôm nay thì mình có nhờ bạn Huy có chỉnh lại cái dây đàn cho bác đánh đài. Mình cũng mua cho bác một cái đài nhưng mà phải 3 ngày nữa thì bên chỗ bán nó mới giao cho mình. Thì hôm đó thì mình sẽ gửi theo đường bưu điện xuống nhà bác. Thật ra là con chơi đi chơi chơi nếu hai bác cho bạn mới tỏ. Để bác có ăn uống gì thêm. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn là thật sự cảm ơn em. Con nói chung bác phải cảm ơn thằng này à, tại vì nhờ nó mà con mới mới biết gia đình bác. Cảm ơn anh nuôi cảm em trai này nè. Này là phía trước là anh Vũ quê ở Long An. Quê mà anh. Dạ. Hôm qua thì con có ghé thăm mộ của ông Ngô Đình Diệm. Thì con cũng muốn tìm hiểu về cái trận vào cái ngày tháng 11 năm 63 cái thời điểm mà ông Diệm bị ám sát á. Thì lúc đó thì bản thân bác có nhớ là lúc đó bác đang làm gì không? Đào chánh ông Diệm á thì do cái đào chánh là không phải ông Minh Kim Xuân Đô Đính bốn tướng thì ông bây giờ nói về sự á tôi nhớ dữ lắm. Trung tướng Nguyễn Văn Kim, thiếu tướng Mai Hữu Xuân, trung tướng Trần Văn Đôn và trung tướng Tôn Thất Đính. Thì ông Đính là con ruột của ông Ngô Diệp, tức là ông Diệp không có con nhưng mà coi ông như đứa con ruột đó. Ông đang là tư lệnh cảnh sát tư lệnh quân đội ở vùng một thì trong này Phật giáo biểu tình, lúc đó biểu tình mà chống ông Diệp đó rất đông. Thì cuối cùng ông Ngô Diệm biết là rất nguy hiểm, biết kéo ông Trung tướng Đính về, kéo Trung tướng Đính về làm tổng tấn đô thành Sài Gòn là để bảo vệ đó, chứ biết là thế nào cũng đầu tránh, kéo Đính về. Nhưng mà cũng không ngờ Mỹ nó quyết định rồi thì xong thôi, đá bài của gió thằng Mỹ hết đó. À thì kéo Đính về làm tổng tấn của thành Sài Gòn, rồi mở những cuộc biểu tình giả đó, những người gọi là tung hỏa mù, hả? À, nhưng mà không về, ông Đính bị Mỹ đe dọa là đại sứ Henry Cabot đe dọa, nói bây giờ nếu trung tướng ông đã hết rồi, bây giờ quốc tế cũng lên án ông về này kia đó, thì nếu bây giờ thay đổi người Mỹ muốn thay đổi
nếu mà trung tướng mà không kịp theo á thì trung tướng chết, không thì chết một mình trung tướng mà cả gia đình trung tướng luôn. Trung tướng nghĩ cái suy nghĩ về hậu nghiệp đã hết rồi, người Mỹ đã muốn thay đổi rồi, thì không còn cách nào nữa. Đó tùy, rồi ông đến suy nghĩ tới rồi không xong rồi. Rõ ràng biết là lúc này là lúc cái triều đại ông Ngô Diệm sụp rồi, thì thằng Mỹ nó đã thay, nó thay thì làm sao trống. Rồi bắt đầu á, tàu chiều thì ông Diệm cũng đâu có ngờ đứa con ruột của mình mà phản, chứ còn mấy ông kia không làm gì được. Và cuối cùng á là đảo tránh. Đảo tránh thì ông Đính á mới nói với ông Henry Cavendish, nếu mà đảo tránh thành công tôi chỉ xin rằng đưa ông Diệm với ông Nhu với ông Cẩn gia đình nó đi đi ngoại á, đi an toàn. Xin đại sứ như vậy. Lúc Henry Cavendish là đại sứ của Mỹ, rồi hứa xong. Lúc mà đánh thành công rồi đó thì ông có một cái hầm bí mật, ông đào từ Dinh Gia Long, hồi đó gọi là Dinh Gia Long, đào qua tới chợ lớn, tức là cái nhà thờ Cha Tam á. Nhà thờ Cha Tam nằm ở đường Ngọc Lạc bây giờ. Nhưng mà không ngờ trong đó có nội tuyến. Biết đường hầm đó chỉ có chỉ mấy người nghĩa lại gọi là tin tưởng á, cũng bị Mỹ nó mua trước. Bắt đầu với Thiếu Quý Dung, chỉ với Chế Cháp, mà Thiếu Dung đã từng bị bà Nhu đánh chứ không phải là ông Nhu hay là ông Diệp, mang cái hận sau lên Trung Quý. Nghĩ là bắt đầu với người Thế Cháp đã chờ sẵn đó. Đến lúc là ông này tui xuống hầm bí mật đi qua nhà thần Cha Tam chợ lớn á, thì vừa mở nắp mà tui lên thì nó ra tới quạt bắt, thì nó lệnh mà bắt bắn chết tại chỗ luôn, bắn bằng côn. Xong mới để ổng lên cái xếp anh xa đó, hai anh em nằm mà tại sao đại sứ đã hứa tôi như vậy mà đại sứ đã làm sai những cái gì một lời đại sứ hứa. Thì ông đại sứ ông ta mới nói ông nói tôi rất tiếc, đó là cá nhân của cá nhân, tôi thành thật xin lỗi trung tướng. Tôi về sớm, không có ông Tôn Đức Đính mà nhúng vào á là không có thể đảo tránh được, gọi là Kim Xuân Đô Đính. Rồi bắt đầu kể từ nãy, hồi tôi nói thật nghe nha, tôi bị tù binh Việt Cộng năm 1963 đó, bị bắt sống ở tù binh đó, an toàn chính trị không, đời tôi nhiều cái lắm. Theo như cho cũng xác tính lại cái việc là ông Dương Văn Minh phải là người chỉ đạo trực tiếp cho các cái thuộc cấp mình sát hại chết ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Diệm không mà? Không. Dạ không phải đúng không bác? Do Mỹ. Trên đường khi mà bắt ở nhà thờ đưa về lại dinh độc lập thì Mỹ sát hại tại chỗ luôn hả bác? Rồi sát hại tại nhà thờ Cha Tam luôn. Dạ dạ. Rồi để ông lên thiết đền xa. Vậy thì cái việc mà mọi người nói rằng là ông Dương Văn Minh là cái người chủ mưu để truy tận cùng giết tận mạng là không chính xác. Ông Dương Văn Minh là có cái công là đánh Bình Xuyên á. Dạ. Anh Biển á là ông cầm quân. Nghe chưa? Là ông là tư lệnh cái mặt trận đó. Là ông có công với ông Ngô Diệm ghê lắm. Thì sau này á, là ông Ngô Diệm cũng tin tưởng nhưng mà không có đặc biệt lắm. Ông Mến là tướng, nhưng mà trong cái vụ đào tránh không có ông Minh, chỉ có bốn ông đó, Kim Xuân Đô Đính. Rồi sau cái đào tránh đó, ông Ngô Diệm sau thì nó đào tránh liên tục, cứ thằng nào có quyền có lực lượng trong tay là đào tránh tiếp, cứ một tháng đào tránh hai lần, tiếp tục mãi như vậy. Đến lúc sau này Mỹ nó thấy rối loạn rồi, cứ để như vậy là không thắng được cả binh cách mạng ở Việt Cộng á. Nó mới bố trí Nguyễn Khánh. Thiếu tướng nghe Khánh nó có là tư lệnh vùng 2 này, mà cũng là con đẻ của con đỡ đầu của Ngô Diệm. Bắt đầu nó đưa Nguyễn Khánh về. Nguyễn Khánh về thì mấy ông chia năm chạy bảy mà ông nào cũng muốn giành quyền hết. Thì đưa Nguyễn Khánh về. Mỹ đã đưa Nguyễn Khánh về, Nguyễn Khánh đi lừa bốn cái tướng mà đảo tránh ông Diệm đó. Thế là nữ hậu thuẫn của Mỹ là nắm quyền cái mời bốn ông tướng mà đảo tránh ông Ngô Diệm mới lên là Đà Thọt để bầu lại cái chức danh này kia. Mời lên cái bố nhốt mạng đó, toàn thúc bốn tướng này đó, nhốt giam luôn. Nhốt là bốn anh mà đảo tránh ông Diệm đó, anh về nắm quyền thủ tướng.
anh thiếu tướng thôi, nắm quyền thủ tướng để anh dùng cái quyền thủ tướng đó, anh phong chức tôi là thủ tướng Nguyễn Khánh, phong cho thiếu tướng Nguyễn Khánh lên trung tướng, anh bảo anh mới dùng quyền thủ tướng. Dùng quyền thủ tướng nó bảo chứ làm cái nhiều bé tức cười lắm. Anh dùng quyền thủ tướng, anh đây anh phong lại cho anh đang từ thiếu tướng mà anh lên trung tướng Nguyễn Khánh, rồi rồi được thời gian cái đầu anh ra cái chiến trường ở Vũng Tàu nè, bắt đầu cụ sinh viên với lại những nhà trí thức ở Bình Kỳ nữa làm quá trời đất rối loạn rồi, lúc đó có gần như là chuẩn bị là đào tránh kiếp á, thằng Mỹ thấy không xong, nhưng mà Nguyễn Khánh là may có cái là nó hứa nó giữ đúng, nó cho chuyến bay cả gia đình đi hết rồi á. Thời đó thì bắt đầu lại cái thời mà Nguyễn Khánh lên á, trước 65 á thì Mỹ đâu có đổ quân được, bao nhiêu cái thời không ai chịu cho Mỹ đổ quân hết, chỉ chịu cố vấn thôi, tức là đưa Mỹ nó đưa 8.000 cố vấn Mỹ qua cái giúp bằng cố vấn với lại viện trợ, chứ không chấp nhận, kể cả ông Diệm luôn nha, không chấp nhận mang quân qua, biết nó mang quân qua là xong kể cả mấy ông sau này cũng vậy nè. Rồi tới Nguyễn Khánh lên thì Nguyễn Khánh ký xác lệnh cho Mỹ mang quân, Mỹ mang quân đồng minh qua về Việt Nam 1965 thời Nguyễn Khánh, mình thấy chưa, nó mua Nguyễn Khánh mà. Vì vậy thì mình có lính đánh thuê á, ở khi đó cái mình phải gọi là lính đánh thuê đó, đi bao nhiêu nước kia, phi đồ tân bây giờ là Philippines nè, rồi Thái Lan nè, rồi Úc nè, Hàn Quốc nữa, ở Hàn Quốc, Nhật Bản nữa. Nhật Bản không, Nhật Bản nó không, Nhật Bản nó chỉ là cố vấn thôi, cố vấn thôi nhỉ. Nó không mang quân vào, chỉ có bốn nước thôi, Hàn Quốc nè, rồi Philippines nè, rồi Philippines hồi đó gọi là Philippines, giờ Philippines á, Philippines, rồi Thái này, Thái Lan á, rồi với Úc, bốn nước, với Mỹ nữa, Mỹ nó mang ra qua mấy trăm ngàn quân chứ đâu phải ít, nói chung là nó mang qua đồng minh qua đây rồi nó mang 500.000 quân đó, nó mang 500 kể cả Mỹ. Mỹ nó mang đâu mấy sư đoàn, sư đoàn thì hai mấy người giống như hai mươi mấy ngàn người giống như. Tôi thì tôi diệt giới sử lắm. Lúc đó ông đi tù á, thì khoảng năm bao nhiêu là ông đi ra khỏi tù ạ? Chỉ cái ngày giải phóng tôi mới ra. Ông có nhớ rằng là vì sao mà sau này tới giai đoạn thứ ba mà đề nghị Việt Nam Cộng Hòa thì ông Thiệu được lên làm thủ tướng tổng thống không? Nhớ nhớ. Thì sau khi á, ôi trời ơi, sau khi mà tướng Mỹ nó lên á, theo thằng Mỹ nó thấy á, nó mới tính nó đưa ông Thiệu lên, nhưng mà phải có ông Kỳ. Nó mới đưa biết là vì lúc đó ông Thiệu là tư lệnh thứ năm, ông Thiệu cũng mới cái đại tá tư lệnh thứ năm á, đóng ở Lê Khê á, thì chú bầu ngầm bầu Bến Cát đó. Rồi thì kèm theo ông Kỳ lúc là tư lệnh không quân, nghe chưa, thì chị hai ông lên thì đầu tiên cũng bầu gọi là chủ tịch, ông Thiệu là chủ tịch ủy ban hành pháp, chủ tịch hội hết tướng lãnh lại, bầu ông Thiệu là chủ tịch lãnh đạo ủy ban lãnh đạo quốc gia, ông Kỳ là ủy ban chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương, tức là cũng như thủ tướng với tổng thống vậy mà. Rồi cái sau đó yên rồi á, ra bầu cử thì lúc đó mười mấy em chứ mười mấy liên danh ứng cử chứ bộ. Thế rồi ông Kỳ với ông Thiệu thì ông nào cũng muốn đi trước hết, nhưng mà dàn xếp nó thôi bây giờ ông Kỳ cứ dẫn trước thủ tướng đi, còn ông Thiệu thì tổng thống, ông Kỳ là phó tổng thống. Thì ông Kỳ cũng dọa mà nếu mà các tướng lĩnh mà muốn không chịu đồng ý ấy, là ông đưa ông tư lệnh không quân mà ngay Biên Hòa đó 175 chiếc bay phản lực F-105, chưa nói những sân bay Đà Nẵng hay là những cái bay khác, tư lệnh các tướng lĩnh là chịu,
Chịu dường trước trong đó rồi ông Thiệu với ông Kỳ tới cái kỳ thứ hai mà bầu cử thứ hai á, bầu cử khóa lại tổng thống lần thứ hai á, ông Kỳ cũng lên tổng thống, ông Thiệu cũng lên đó, cái đó mới là cái gì ạ. Mà nói thật ông Kỳ thì cũng mạnh, người quân sự vẫn nắm cái ấy thôi, chứ còn nếu đường chính thì không không bằng ông Thiệu, thành ra Mỹ nó hậu thuẫn ông Thiệu. Rồi bao nhiêu liên tranh cái khóa nhiệm kỳ hai đâu có ai dám đã ứng cử, rồi báo chí đăng nó gọi là tổng thống bầu mà bầu gì mà độc kiến à, chứ có mình đang ứng cử đi trong đồng cái gì gọi cuộc bầu cử độc kiến, chứ có mình ứng cử thì mình cũng đồng thì ai đồng.